Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ họp trực tuyến thống nhất hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 15, nơi hội tụ những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đưa các phong trào thi đua, cuộc vận động đi vào đời sống. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 15 tháng 6, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện năm 2023 sang 2024 là hơn 1.330 tỷ đồng, đạt 29,16% kế hoạch. Trong số 39 chủ đầu tư có 18 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức trung bình của tỉnh, 11 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh và 10 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được hơn 306 tỷ đồng, đạt 13,37% kế hoạch. Đây là tỷ lệ giải ngân rất thấp, chưa đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra trong 6 tháng đầu năm, cũng như cả năm 2024. Nguyên nhân giải ngân chậm, tỷ lệ thấp là do vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, khó khăn về nguyên vật liệu phục vụ thi công, thiên tai thời tiết bất lợi. Cùng với đó, một số dự án, tiểu dự án của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang chờ văn bản hướng dẫn của các bộ ban ngành trung ương. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ, đề xuất giải pháp cụ thể để thúc đẩy thực hiện các dự án, cam kết với Ủy ban dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chuyển trả lại nguồn vốn. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc giải ngân các nguồn vốn chậm, tỷ lệ thấp sẽ ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư cần phải quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xử lý đồng bộ, đẩy nhanh thực hiện các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo các văn bản, kết luận của Ủy ban dân tỉnh. Chủ động ra soát, điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh. Đến ngày 30 tháng 6, nếu không hoàn thành giải ngân sẽ kiên quyết thu hồi nguồn vốn, các chủ đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nhà thầu thi công. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, cần quan tâm đánh giá cụ thể về vấn đề thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt, chủ động, tích cực sát sao theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hướng dẫn thực hiện. Và tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, cố gắng phấn đấu đạt được 50%, 6 tháng đầu năm 50% của trung ương. Hai nữa là giải ngân của chúng ta cố gắng làm sao phấn đấu chung toàn tỉnh khoảng độ 35-40%. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn các cấp ngành địa phương tiếp tục tập trung nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đồng thời quản lý tốt chi ngân sách, tiết kiệm chi để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2024. Chiều ngày 18 tháng 6, Chính phủ họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cho ý kiến thống nhất hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự thảo nghị định quy định về đất trồng lúa sau khi tiếp thu hoàn thiện theo ý kiến góp ý có bố cục gồm 4 chương, 18 điều và 17 phụ lục. Nghị định này quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, sử dụng một phần diện tích đất trồng lúa để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa, nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa. Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, phương án sử dụng tầng đất mặt khi xây dựng công trình trên đất, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị
Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành. Từ đó tập trung hoàn thành dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, sớm đưa nghị định vào triển khai trong thực tiễn, tạo sự bứt phá mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Vừa qua, đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc với xã Tả Sử Tróng và xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân hai xã Tả Sử Tróng và Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Tả Sử Tróng là 5 tỷ 722 triệu đồng, xã Nậm Dịch là 10 tỷ 524 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định, tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón yêu cầu xã Tả Sử Tróng và Nậm Dịch tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chương trình của Trung ương, của tỉnh, huyện, nhân rộng các mô hình cải tạo vườn tạp, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy trình, đối tượng thụ hưởng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng, tập trung vào xây dựng chi bộ 4 tốt, quan tâm kết nạp đảng viên mới. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người thân gia đình nạn nhân bị tử vong do mưa lũ tại xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6, huyện Xí Mần đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xín Mần là một huyện vùng cao biên giới có 16 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, huyện Xín Mần đã thực hiện đúng kịp thời các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 44,91%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 gần 24 triệu đồng một người một năm, tăng gần 5 triệu đồng so với năm 2019. Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, cơ bản giải quyết nhu cầu về điện, đường, trường, trạm, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận của đồng bào đối với các dịch vụ xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Xín Mần giữ vững khối đại đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên trì xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Đại hội đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 18 tháng 6, đoàn công tác của vụ dân tộc thiểu số Ủy ban dân tộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn về việc khảo sát, nắm tình hình, phục vụ xây dựng đề án, tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030. Thực hiện quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Đồng Văn chỉ đạo tập trung triển khai rà soát số liệu các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn đặc thù, đồng thời làm tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 51,42%, giảm 16,54% so với năm 2021. Tỷ lệ người trên 15 tuổi không biết đọc, biết viết tiếng Việt là 34%, giảm 4,65% so với năm 2021. Qua làm việc, lãnh đạo vụ dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tiếp tục khắc phục các khó khăn, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể để đẩy mạnh thực hiện các tiểu dự án nằm trong đề án, tiếp tục công tác rà soát danh sách các dân tộc gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, thực hiện tốt công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho các thôn thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9, chương trình mục tiêu quốc gia đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Hà Giang đã có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt, trong đó đáng chú ý là số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự giải báo chí tỉnh hàng năm ngày càng tăng. Năm 2024, năm thứ 15 của giải báo chí tỉnh Hà Giang, tiếp tục quy tụ nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia với những tác phẩm xuất sắc, mang đậm hơi thở cuộc sống và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.
Giải báo chí tỉnh Hà Giang là một trong những giải báo chí được kỳ vọng hàng năm. Do đó, hầu hết các tác phẩm tham dự giải đều là những đứa con tinh thần được các tác giả, nhóm tác giả dành nhiều thời gian công sức thực hiện. Từ khâu lựa chọn đề tài, khai thác thông tin, phân tích vấn đề, đổi mới cách thể hiện đã cho thấy sự trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề báo. Để có những đề tài mới, có những đề tài hay và đảm bảo chất lượng, thực sự là một, cũng là một cái sự dày công để nghiên cứu cũng như là lựa chọn, cũng như là để triển khai viết bài. Việc tham gia cái giải báo chí của tỉnh nhà, tự nó không chỉ là niềm vui của với mỗi người làm báo khi được tham gia những giải báo chí, có mà nó còn là cái trách nhiệm của mỗi người làm báo tỉnh nhà. Khi tham gia cái giải báo chí lần này thì tôi cảm thấy được là đây là một cái trách nhiệm đối với những người làm báo, bởi đây là nơi tôn vinh nghề nghiệp của những người làm báo, và đồng thời là tạo ra một cái sân chơi để anh em chúng tôi có cơ hội được giao lưu học hỏi. Thông qua cái giải báo chí lần này thì sẽ tạo ra những cái tác phẩm chất lượng. Ngoài hai cơ quan có số lượng tác phẩm báo chí tham dự giải nhiều là Báo Hà Giang và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 15 năm 2024 tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của các cộng tác viên thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị và cả những tác giả không phải là nhà báo hội viên của Hội Nhà báo Hà Giang. Những cái tác phẩm mà chúng tôi đem đến với ban tổ chức thì đều là những cái góc nhìn chân thật nhất về tình hình đời sống của đồng bào nhân dân các dân tộc ở địa bàn vùng cao. Giải báo chí năm nay thu hút 148 tác phẩm tham gia ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, truyền hình và phát thanh. Qua sơ khảo đã lựa chọn được 124 tác phẩm vào vòng chung khảo. Theo đánh giá, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có chất lượng nội dung, hình thức thể hiện tốt, có sự đầu tư kỹ lưỡng, phản ánh sâu sắc đa chiều những vấn đề xã hội quan tâm. Giải lần này thực sự mới nói là giải của những người làm báo, nhưng mà kết quả của nó thì lại có tác động rất mạnh, rất sâu trong vấn đề là thực hiện cái nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống nhân dân và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bởi vì những tác phẩm được giải lần này, giải về thứ 15 này ấy, thì đều là những vấn đề mà đang sôi động nhất. Có thể khẳng định, việc tổ chức giải báo chí tỉnh hàng năm đã kịp thời động viên cổ vũ những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia vào hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí. Đặc biệt, thông qua mỗi mùa giải, ngoài ghi nhận tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, thì còn lựa chọn được những tác phẩm báo chí chất lượng cao gửi tham gia giải báo chí quốc gia, giải Búa Liềm Vàng và giải báo chí do các bộ ngành trung ương tổ chức. Triển khai phong trào thanh thiếu niên chữ thập đỏ, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với nhóm Hành trình tới tương lai Hà Nội tổ chức trao tặng quà và mở lớp dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho học sinh tiểu học tại xã Pà Vi, huyện Mèo Vạc. Chia sẻ với khó khăn của học sinh vùng cao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối với nhóm Hành trình tới tương lai Hà Nội đến trao 108 suất quà, mỗi suất trị giá 550.000 đồng và dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho 108 em học sinh tiểu học trên địa bàn xã Pà Vi, huyện Mèo Vạc. Trong thời gian 2 tuần, các em sẽ được học phát âm, kỹ năng nghe, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau khi kết thúc khóa học, nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pà Vi học tiếng Anh trực tuyến để bổ sung kiến thức và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho các em. Việc học tiếng Anh không chỉ giúp tăng cường khả năng giao tiếp, củng cố kỹ năng học tập mà còn giúp các em có thể tiếp cận với những cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thời điểm này, tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như các phương án đảm bảo an toàn cho các hội đồng thi, giám thị và thí sinh, hướng đến một kỳ thi đạt kết quả cao. Xác định được tầm quan trọng của kỳ thi trong thời gian qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã tập trung ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh, đồng thời sưu tầm nhiều đề thi cho các em luyện đề, rèn luyện kỹ năng làm bài và tổ chức cho các em tham gia các kỳ thi thử nhằm đánh giá năng lực của từng học sinh. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh việc ôn tập cho các em, các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quan tâm, động viên các em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi. Nhà trường đã phối hợp với lại Ủy ban nhân xã Ninh Hồ
công an xã Ninh Hồ và trạm y tế xã Ninh Hồ để lên các cái phương án về các cái tình huống có thể xảy ra, ví dụ như là thiên tai, hoặc có thể là giao thông, hoặc có thể là phòng cháy nổ, hoặc đặc biệt là các cái tình huống liên quan đến cái giờ thi của thí sinh. Chúng em nắm được những cái kiến thức từ trước và được hệ thống lại tất cả các kiến thức, và cùng với đó thì thầy cô cũng quan tâm sát sao và động viên chúng em để chúng em có một cái tinh thần được thoải mái trước khi bước vào cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Kỳ thi năm nay, huyện Vị Xuyên có 38 phòng thi, 5 điểm thi với 836 thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi đã được huyện chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là phòng thi, phòng dự phòng và các điều kiện để phục vụ cho kỳ thi, và xây dựng các phương án về đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như là công tác phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn của huyện để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và thành công. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của các cấp các ngành cùng với sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô, các em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn huyện Vị Xuyên sẽ diễn ra an toàn và đạt được kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người, cơ sở vật chất và giao thông thông suốt trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, từ ngày 26 tháng 6 năm 2024 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn với các tình huống thiên tai trong tổ chức kỳ thi với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, Ban Chỉ huy nhận định tình hình thiên tai có thể xảy ra trong tháng 6 để từ đó có phương án ứng phó với ngập úng cục bộ, ứng phó với lũ ống, lũ quét, sụt lún, sạt lở đất đá, ứng phó với dông lốc, sét, mưa đá. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giao cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy và các sở ngành, thành viên Ban Chỉ huy tham mưu đôn đốc hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai hiệu quả phương án, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn Ủy ban dân các huyện, thành phố, các ngành, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố thiên tai xảy ra, nhằm đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra an toàn. Ngày 19 tháng 6, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sở hữu Trí tuệ SNO, Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Phạm và Liên danh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Unilever Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Makita Việt Nam tổ chức hội thảo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phân biệt hàng thật hàng giả năm 2024. Thực tế hiện nay, việc kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái của các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong cách nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng hóa đã được bảo hộ là những loại nào nếu không được các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp. Các hình thức gian lận mới tinh vi của các đối tượng sản xuất kinh doanh, các phương thức kinh doanh mới, sự phối hợp giữa chủ thể và cơ quan chức năng còn hạn chế cũng là một bài toán khó. Trên cơ sở đó, tại hội thảo, đại diện các đơn vị, các nhãn hàng đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận, làm rõ cách thức, các dấu hiệu nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả, đồng thời trực tiếp kiểm tra và phân biệt một số sản phẩm hàng thật và hàng giả được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mang đến trưng bày. Thông qua hội thảo giúp lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chuyên môn nâng cao kiến thức, khả năng nhận diện nhãn hiệu hàng hóa, cách phân biệt hàng thật, hàng giả và kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Quang Bình đã và đang trở thành nguồn vốn giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, qua đó góp phần quan trọng vào công tác tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân và xây dựng tổ chức hội cơ sở ngày càng vững mạnh. Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân huyện Quang Bình đã thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện. Hàng năm, ban điều hành quỹ đều xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn, làm tốt công tác kiểm tra nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương của tỉnh ủy thác và quỹ cấp huyện là trên 4,5 tỷ đồng, với 84 hội viên vay thực hiện 10 dự án như chăm sóc cây cam theo hướng Việt Gáp, chăn nuôi dê sinh sản, chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi cá thương phẩm, nuôi lợn đen sinh sản.
Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Quang Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên, chủ động đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong mọi lĩnh vực. Do vậy, Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các cá nhân, đơn vị liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Các đơn vị, hợp tác xã tham gia được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, máy móc, cây con giống, quảng bá và nhận diện sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nổi bật là hình thành một số vùng sản xuất cây trồng tập trung có quy mô lớn như cam sành, chè san tuyết, chuối tiêu hồng, lúa chất lượng cao. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 800 hợp tác xã, trong đó có đến 2/3 số hợp tác xã thực hiện liên kết với hộ dân tham gia, tiêu thụ, chế biến sản phẩm. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn từng bước hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị cho người dân, từ đó tiến tới hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tăng quy mô sản xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng còn tránh tình trạng được mùa, mất giá, sản xuất tràn lan. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, quan tâm xây dựng các chuỗi liên kết bền vững, xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, phù hợp với từng vùng gắn với đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến được với hội viên, đoàn viên và nhân dân chỉ khi công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện được triển khai hiệu quả. Xác định tầm quan trọng đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh luôn coi trọng việc củng cố, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để các phong trào thi đua, cuộc vận động đi vào đời sống đạt hiệu quả. Những khu dân cư kiểu mẫu được hình thành ở tất cả các thôn bản thuộc 13 xã thị trấn của huyện Quản Bạ. Việc chỉnh trang chuồng trại, trồng cây làm hàng rào xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm cổng nhà, chỉnh trang lại vườn rau là những nội dung cụ thể của khu dân cư kiểu mẫu. Không chỉ thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển kinh tế mà việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ các hủ tục cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện quan tâm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc đã được khẳng định, đó là tập hợp rộng rãi tất cả các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các nghị quyết và các chủ trương, các quy ước của thôn bản. Từ chỗ đó đã tạo được động lực rất là tốt. Phát động mỗi thôn là thực hiện mỗi một cái công trình để nhất là chào mừng đại hội các cấp, thứ hai nữa là để coi như các thôn với lại làng bản để thi đua với nhau để thực hiện các cái chương trình cũng như là cái nghị quyết mà Đảng đề ra. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang hướng đến những mục tiêu quan trọng của giai đoạn 2024-2029. Trên cơ sở những kết quả đạt được của giai đoạn 2019-2024, đó là dấu ấn của những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát động các phong trào, các cuộc vận động thiết thực hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thì Mặt trận Tổ quốc đã huy động nhân dân thực hiện các chương trình, các cái nghị quyết của tỉnh như nghị quyết về việc xây dựng nhà ở cho người có công, hộ cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo không chưa có nhà ở, hoặc các cái chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ và xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Toàn tỉnh Hà Giang đã có một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn vừa qua, Hà Giang cũng tạo điểm nhấn từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, cuộc cách mạng về xóa bỏ hủ tục tập quán lạc hậu. Tất cả các chương trình nghị quyết để đi vào cuộc sống, vai trò đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội là rất lớn và bằng các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.